lưu mà ở tuổi năm yêu bỏ để sờ ao chị cảm mắc mấy cả khi lên nhà bên đã lên là lý sờ đấy cái việc lên đây cảm mắc sờ lâu lâu sẽ xí đá nhé lâu lâu bị để chê nhé nó khổ lưu đây mà nó lâu lâu sẽ xí nề đấy đâu đây cứ à lâu lâu bị ra chê lâu lâu sẽ xí để chê nhé lâu lâu bị ra chê nhé ở đây chê mà ở tuổi năm yêu quay về cha nó từ chỗ về lâu tuổi rồi rồi lâu lâu sẽ xí để lâu lâu hiện ngập bên má má ở ali xí ông cụ ấy lại ông mẹ đã tuổi đã được hạt đẹp nó thế cả lâu lâu bị để khám anh này ấy lâu lâu đồ hàng ngập bên má này nã lại ông mẹ ấy lại ông mẹ hả thà giờ nó cứ đi đào ô thưa lục rồi ở bên mẹ giàu ta nhớ sao bây giờ rồi ở đây lục mà đuổi nhà vú đấy bà nó rồi lâu lâu xí à xí đấy rồi bà lục đuổi bà lục má má lâu xí à đấy xí đi đấy ở đây thì lục bị số lô xí mà đi ăn ở đâu này mà mua vú mà lục khi này vừa đi ăn đâu lại ông mẹ rồi đuổi đuổi à mày lục đi đấy chơi mà lại về lâu lâu lục ngáp bên má này đó ở đó lúc lúc đi được bên má này thì tôi thôi đấy về lúc lúc đi ra đấy chạy mà ngã đi ra âm thâu lấy áo khu chạy mà rồi bên má này thì kêu mà sai này mu cho ra ở thâu lại ông mà về ho ở đuôi nó khu chạy mà trừ nó ở đó con nào luôn nào lại ông mới sửa lừa đuôi à bên mẹ giàu toàn ít lâu ông mà về sửa lừa đuôi chả đâu quỷ đi ra mà cho ra ở thâu bên sửa cảm mà mẹ cả sửa ra chả khi đó sẽ xí đấy khi cái biến là đấy thì nó chết khi đó sẽ xí đấy số lô xin là đủ đấy ê khi đó lô xin ngã bên má này bên khu đấy à xí ông ấy thả ông mẹ đã biến là lưu ý đối khi đó biến là lô xin khi đó lô ngã bên má nghe bị đó nào mà về số bây giờ khi đó biến nó lên nà đấy mà đó cái lên nà đó ở đây phải đối ê, tức là tụi nó tụi miệng đi chơi rồi, lùi đuôi rồi. Khác khi tôi sẽ xí đấy, tôi đi lối xin đi ăn thâu này mà mua phu, mà tôi gần lâu lại ôm mà về, họ lâu phu về chỗ ta. Khi ở biển nhau là đấy cả, ê khi tôi đi đấy chơi mà ngã lông lông này mu, khi ở khu biển nhau là bị đi chơi này lâu ôm mà về nó họ. Ở đó đuôi nó khu ở chỗ đấy, ở biển mà nhau tôi đấy đuôi này. Lâu lâu để tùy thì nó khu học quay về chân à khi liên nhà để nó được khu học nếu mà gạo nào nếu mà gạo nó mà lúc phải để chế nhé nên là tha giải đó nếu mà gạo nó mà chế nếu mà yêu là lúc gì cứ ba biểu đó biết nên lúc vào lúc đấy ê nếu mà gạo nó gì à ở đây sôi lên mình đa dạng cú đấy anh ấy lại ông mày đà lạt thà là đấy cả lại anh đi mà con đường là ngã bên mang nghe đấy đà lạt thà rồi nào mà về sôi rồi áp gì ở nào bộ về tôi sẽ ra đấy à cú ở đây mà thì à rồi tôi đi mà con nào tôi sẽ ra rồi ê à bà rô mì tôi mua bánh nó cá rô mì nạp bánh mì xịt đâu tôi anh đi mà con này bị nếu mà con nuôi gì thì mà số cái ngã đi ăn thâu mà phiền mày thì để số lại ngã đi ăn thâu này mà mua phu thì ở cả quê là nào nghe bị rồi nếu mà số ngã đi ăn thâu này mà khu để chiếu sáng mà phiền mày rồi chỗ cả quê là nào chết là ra ngủ về đó thì ăn thâu